Bão số 3 đã làm cho nhiều công trình của thành phố Hải Phòng bị hư hỏng, đặc biệt là các khu chung cư cũ xuống cấp. Trong đó, nghiêm trọng nhất là chung cư A7, A8 ở phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, gây ảnh hưởng tới đời sống của 303 hộ dân. Do đó, việc bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân đang là nhiệm vụ cấp thiết của các cấp chính quyền ngay lúc này. Sau bão số 3, khu nhà tập thể A7, A8, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng bị nghiêng, nứt, đặc biệt nguy hiểm. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã phải ngừng sử dụng hai khu nhà này và di rời toàn bộ các hộ dân tạm lánh. Do đó, ngay từ sáng ngày 17 tháng 9, quận Ngô Quyền đã huy động toàn bộ lực lượng tổ chức di chuyển khẩn cấp tài sản của các hộ dân tại hai khu chung cư này. Hôm nay là ngày đầu tiên là nhân dân đến để lấy đồ để di chuyển, cũng được các lực lượng công an, bộ đội, rồi là chính quyền địa phương từ quận đến thành phố cho đến các công chức của phường trực tiếp tại các cầu thang phân từng thời điểm. Hiện quận Ngô Quyền có 124 chung cư cũ, trong đó có 54 chung cư cấp độ D. Các chung cư này chủ yếu được xây dựng từ những năm 1960. Thực hiện chủ trương của thành phố Hải Phòng, từ năm 2017, quận Ngô Quyền đã từng bước triển khai việc di rời các hộ dân ra khỏi các khu chung cư nguy hiểm, trong đó có 34 chung cư cấp độ D. Quận còn 20 chung cư cấp độ D với khoảng 5.530 nhân khẩu của 1.760 hộ dân đang sinh sống ở các khu chung cư này. Và đây chỉ là cái bước đầu trong cái việc là di chuyển các hộ dân ở các khu chung cư cũ ở trên địa bàn quận. Sau khi di chuyển A7, A8 thì vẫn còn 18 cái chung cư nữa. Thì quận Ngô Quyền đang theo sự chỉ đạo thành phố lập kế hoạch di chuyển người và tài sản để di chuyển các hộ ra khỏi các chung cư nguy hiểm trên địa bàn quận. Sở Xây dựng Hải Phòng đã đưa ra giải pháp sử dụng quỹ nhà chung cư còn trống của thành phố để bố trí sắp xếp chỗ ở cho các hộ dân. Với các hộ dân không được bố trí quỹ nhà ở, sẽ hỗ trợ tạm cư bằng tiền trong 24 tháng. Cùng với đó, việc bốc thăm bố trí các hộ tạm lánh cũng như phân nhà đang được khẩn trương thực hiện để các hộ dân có thể sớm an cư sau bão.